Sau Nhật xin chào các bác. Em vừa dọn xong tiếp là cái chiếc máy rửa bát Panasonic TL3. Một cái chiếc máy em khá là ưng ý các bác. Rất là đẹp nhá. Con này các bác nhìn thấy là cái mặt mũi này của nó này, nguyên này, và khá là sáng. Trắng đẹp đều. Wow. Đối với dòng TL3 phải nói nó là xuất sắc luôn. Kể cả những cái dòng TL6, 7, 8 này, nhiều con không được cái vỏ như này đâu. Quá đẹp. Lưng tôn rất là phẳng luôn. Lưng tôn nhìn khá là ok luôn nhé. Đây là 3 đời 2011. CD máy là 0820. Quá đẹp. Thời tiết miền Bắc rất là rét các bác. Có máy rửa bát ăn cơm xong cả nhà cứ chỉ có xếp vào ngồi ung dung xem tivi. Thời gian các bác cũng để rửa bát các bác làm việc khác. Đấy, tránh phải tiếp xúc với xà phòng, gây độc hại cho da tay. Nhất là các bác ăn với cả khi mình rửa bát bằng các cái hóa chất nhiều, nó sẽ bám trên bề mặt bát. Nói chung là nó cũng không tốt cho sức khỏe. Có điều kiện thì mình sắm một chiếc rửa hoàn toàn bằng nước nóng thôi các bạn, không cần phải hóa chất tẩy rửa này đâu. Thời buổi bây giờ nó cũng khá là hiện đại rồi, cho nên là cái máy rửa bát nó cũng chả còn cái gì nó là ghê gớm cả. Nhiều khi ngày xưa thì bảo ai mua máy rửa bát thì có khi là nó kinh khủng lắm các bác, nhưng bây giờ thì nó đại trà hết rồi mà, cũng như là máy giặt thôi. 20-30 năm trước mà có máy giặt thì cũng kinh đấy. Bây giờ thì nhà nào chả có, bác học sinh sinh viên ở trọ giờ người ta còn có ấy. Chiếc này xếp 12 bát con quá nhé. 6 cái cốc này, các bác không xếp cốc thì các bác phải xếp thêm 4 đến 6 cái bát con nữa. 6 đến 8 cái đĩa, đũa thìa, bát ô tô. Cái máy này nó gọi là máy 6 bộ, các bác dùng cho gia đình khoảng 6 đến 8 để ăn thoải mái luôn. Rửa hoàn toàn bằng nước nóng thôi nhé, nước nóng 80 độ. Chế độ tiêu chuẩn mình có thể bật thêm chế độ nước nóng. Nếu mà các bác ví dụ rửa đây, rửa mạnh mà các bác không bật nước nóng thì nó rửa với nước khoảng 50-60 độ. Còn bật thêm 80 độ thì nó rửa 80 độ. Đấy, đấy là cái chế độ của nó. Rất là dễ dùng đấy ạ. Bật nguồn lên, bấm vàng này là rửa thôi. Chế độ để sẵn là rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ rồi này. Thời gian sấy để 30 phút đấy. Các bác có thể thêm chế độ giữ khô bát đũa. Và những ngày nồm mình muốn bát đũa cho mình khô cả ngày thì các bác bấm thêm nút này thì thỉnh thoảng sẽ sấy để sấy khô bát đũa nhé. Đấy. Ngoài ra thì các bác cũng có thể là chỉ để sấy thôi. Bát mình để trong máy lâu hoặc trong trạm mình muốn sấy, đây bấm chế độ này chỉ sấy thôi ạ. Sấy này sau đó mình chọn 60 hay 30, 45, 60. Đấy, tùy thời gian mình chọn sấy. Rất là ngon lành, rẻ, cành đào đẹp. Chiếc này mã số 6 các nhá, bán 2.9 triệu này. Đẹp hiếm có đấy ạ. Các bác nào có nhu cầu thì các bác chốt con này đi.